tư duy bán hàng cho người giàu, nhưng mà thực tế bán hàng cho người giàu ở cái lĩnh vực cái sản phẩm này chưa chắc nó đã bằng bán hàng cho cái người mà thích mua hàng giá rẻ. Làm cái phong cách content kiểu content ngoài chợ, content kiểu live stream ấy, content hàng thùng ấy, thì báo giá cho cái bọn mua hàng giá rẻ này thì nó mới dễ chịu, nó mới dễ mua. Này, của bạn này đã tiếp cận được 3.000 người rồi, trong đó được khoảng tầm 5.000 lời hiển thị. Các bạn này bị lập quảng cáo 30% này này, tức là 30% của cái tổng tệp này này đã nhìn thấy quảng cáo lần số 2 này. Cái lần nhấp của bạn này cao không nhỉ? Giá mét của bạn này đắt này, được chưa? CTR cao mà giá mét thì lại đắt. Một là chạy nhiều ảnh, giá thầu cũng cao, giá thầu tận gần 160.000. Giá đầu cao là bởi vì tệp của bạn này khá bé. Nhìn này, tệp của bạn này khá bé, có khoảng tầm 2.8 triệu đến khoảng tầm 3 triệu người thôi. Đây là cái tệp nó hơi bé, hơi bé. Ở trang này chạy rộng, 400.000 chắc chạy được toàn quốc nhỉ, chạy được toàn quốc. Nhưng mà đây có khoảng tầm 3 triệu người, tức là bạn này chắc chạy một vài tỉnh, hoặc cái target của bạn ấy nó bị sai thì nó mới tiếp cận ít người như này. Đây này, bạn này chạy một số tỉnh như này, chỉ miền Bắc, chỉ miền Bắc. Các bạn tin cái bộ này miền Nam người ta vẫn mua không? Người ta vẫn mua nhá. Trong miền Nam có mùa nắng với mùa mưa nhá. Thế thôi, mùa mưa họ vẫn mua. Loại trừ thanh toán, cái này đã sai rồi. Được chưa? Mình không dạy các bạn loại trừ thanh toán nhá. Tiếp này, xem quảng cáo. Bạn này chạy mấy ảnh đây? 4 ảnh. Cái phần tech của bạn này không có vấn đề gì nhá. Cái phần ảnh của bạn này cũng không có vấn đề rồi nhá. Chỉ do cái CPM, chỉ do CPM nhá, CPM cao chỉ có hai lý do ở trong này thôi. Một là tệp bé, hai là ảnh này dính voi, dính tiền bẩn rồi, thì chạy kiểu gì cũng đắt. Bởi ảnh này bạn này tải bên Trung Quốc, nên ví dụ những cái bọn mà nó đánh hàng trend ấy, nó cũng lấy hàng Trung Quốc xong nó chạy 1 tỷ một ngày xong nó bỏ luôn. Thấy chưa? Và 1 tỷ đấy là không cần phải thanh toán. Hiểu chưa? Hoặc là thanh toán khoảng tầm 10%, 20%, 30%, 40% tùy mối quan hệ. Hack được mà, hack được cái ví gọi là tín dụng ấy, nó chạy miễn phí. Vì vậy là những cái ảnh mà tại Trung Quốc như này này, nó có thể mà nó dính tiền bẩn vào thì nó có thể làm giá thầu của bạn rất là đắt. Hiểu không? Hiểu đơn giản này, thời trang mà giá thầu 100.000 thì thời trang này chỉ dành cho thời trang thiết kế, chứ đây là thời trang giá rẻ, tức là nhu cầu nó rộng thì CTR và CPM nó phải thấp, CTR nó phải cao, tức là cái nhu cầu mua sắm nó rộng. Hiểu chỗ em? Hiểu không? Cái nhu cầu mua sắm của cái sản phẩm ấy sẽ quyết định đến cái CTR, là tỷ lệ click vào trong quảng cáo và cái giá thầu. Ok, đầu tiên này, nhìn nè thuật toán của Facebook này, nó cố tình tiêu tiền cho ảnh bởi vì ảnh hiển thị dễ hơn và ảnh tiêu tiền được tương tác nhiều hơn, nên Facebook cố tình tiêu tiền cho ảnh. Trong thực tế này là cái video mới chỉ tiêu được 3.000 thôi. 3.000 rất khó để tạo ra chuyển đổi và tạo ra các chỉ số. Hiểu không? Nên muốn test chính xác xem video này có ngon hay không, cần phải test sang một nhóm quảng cáo khác. Hiểu chưa? Ví dụ như là chọn cái nhóm du lịch chẳng hạn. Được chưa? Nhóm du lịch và nhóm mua sắm chẳng hạn. Tức là nhóm mua sắm 1 chạy bài 1 là bài ảnh. Nhóm mua sắm 2 chạy bài 2 là bài video, để so sánh từ giá thầu đến cái lượt chuyển đổi. Thì cái video, chưa chắc cái video ở trong cái phần chữa bài của bạn này đã là không ngon đâu nhá, mà là vì cố tiền tiêu ít tiền cho nó. Hiểu cho em ạ? Thì lời khuyên của bạn này là lên tách nó ra một cái nhóm quảng cáo mới hoặc một chiến dịch mới để test lại 50.000, 100.000 nhá. Tiếp theo, bạn bo cái khách hàng của bạn nó nhỏ lại thì tương đương xây dò nó sấp. Hiểu không ạ? Cái lượt xem nó thấp thì cái giá mét nó sẽ phải cao, cái giá mét ở bên dưới nó sẽ cao. Bây giờ bạn chạy toàn quốc đi, bạn chạy toàn quốc đi. Nếu miền Bắc mà mua nhiều và nếu miền Bắc mà tương tác nhiều, tự Facebook sẽ tiêu tiền nhiều cho miền Bắc. Được chưa? Và ngược lại, cái tư duy ở đây là bạn sợ vào miền Nam không bán được hàng, nhưng mà đấy là tư duy thôi. Còn theo thực tế thì có thể miền Nam sẽ mua hàng rất là nhiều. Tiếp nhá, đây là cái lời khuyên số 2. Mở rộng tệp ra thì giá thầu có thể rẻ xuống. Giá thầu rẻ xuống thì có thể tin nhắn sẽ rẻ xuống. Hiểu không? Giá thầu rẻ xuống tức là cùng một số tiền đang chạy là bao nhiêu tiền đấy, thì có thể tiếp cận được nhiều hơn. Tiếp cận nhiều hơn thì có thể giá tin nhắn sẽ rẻ hơn. Nếu nhá, khi nào thì chúng ta nên chạy như thế này? Khi thường ấy, mình sẽ có hai chiến dịch. Một chiến dịch chạy toàn quốc và một chiến dịch chạy quanh khu vực, hoặc là chạy toàn miền Bắc như thế này. Chứ không một phát mình thay đổi ngay, mình không thay đổi ngay một phát là
chỉ chạy miền Bắc đâu. Hiểu chưa nào? Tức là hai cái target giống nhau, một chiến dịch chạy toàn quốc và một chiến dịch chỉ chạy miền Bắc. Để mình test ra xem mà con nên chỉ chạy miền Bắc hay là chạy toàn quốc, chứ đừng có tin vào cảm tính. Chỉ trừ các sản phẩm kiểu thiết kế nội thất, người ta bắt buộc là chỉ chạy qua miền Bắc, bởi vì người ta chỉ bán bất động sản hoặc thiết kế nội thất trong cái khu vực của người ta được thôi, thì người ta mới chấp nhận chơi như này. Còn các sản phẩm mà chạy được toàn quốc thì chạy toàn quốc luôn. Tuổi ấy thì ok rồi này. Và mấy cái lỗi mình bảo với bạn này nhá, thì chủ yếu sửa lại cái chiến dịch này đắt quá thì có thể dừng. 35-44 này, được chưa? Tiếp theo, tức là tuổi của bạn sẽ khoảng tầm 28 đến khoảng tầm 44 tuổi, chứ không nên cài chính xác là 35-44. Cái này mà cài bé quá thì cái giá thầu nó lại tăng, nên chúng ta sẽ cài ở khoảng tầm từ 28 đến khoảng tầm 44 tuổi thì nó lại tốt. Được chưa? Tiếp theo, bạn này hiện tại chỉ ra ở iPhone thôi, nhưng mà tại sao lại làm mày? Tại sao bạn chỉ chạy cho iPhone? Giải thích cho mình xem nào. Vì iPhone có mục CP cao, là bên em bán giá cao, nên hướng người giàu. Android cũng có người giàu mà, thử cho Android người giàu chọn hệ điều hành cao lên. Lúc đầu anh cũng nghĩ là chỉ iPhone mua hàng ngon đấy, nhưng mà thật ra khi anh chạy thực tế, đến ngày hôm nay anh thấy Android mua hàng khá ngon luôn. Thử nhá. Đấy chưa? Tệp của em bé là do em chỉ chạy cho iPhone nữa. Đấy, thì đây là các lỗi. Còn bây giờ với cái chiến dịch này, nếu mình cảm giác cái lỗ mình tắt đi, mình sẽ test thêm một bài ảnh khác mình chụp, test thêm cả cái video kia nữa. Video của mình tự quay hơi cùi bắp, em ra siêu thị ấy, em đi kiểu đi diễu hành với cả đi kiểu người mẫu, em quay nhìn nó cũng đẹp. Siêu thị cái bối cảnh nó rất là đẹp, mà nó là bối cảnh miễn phí. Ok chưa? Ở đây nó gặp vấn đề về giá thầu này, và nó gặp về giá mét. Thì ở đây là do thằng Facebook tiêu tiền nhầm cho thằng ảnh. Đây mình sẽ test lại và test thêm cả một bài ảnh nữa, xem nó có ngon hay không. Lựa chọn cái target ngon nhất ở trong này để test. Thì muốn lựa chọn được target ngon nhất ở trong này, thì từ giờ đến tối em có thể để cái chiến dịch này, xong đến tối xem mà nó ra đơn ở đâu. Được chưa? Tiếp theo em hiểu này. Rẻ trung cao, lập mẹ một cái fanpage bán hàng ra rẻ đi. Đặt cái bộ sản xuất đấy rẻ hơn, nhưng mà làm cái phong cách content kiểu content ngoài chợ, content kiểu live stream ấy, content hàng thùng ấy, thì báo giá cho cái bọn mua hàng ra rẻ này thì nó mới dễ chịu, nó mới dễ mua. Tức là đây là anh nghĩ em tư duy bán hàng cho người giàu, nhưng mà thực tế bán hàng cho người giàu ở cái lĩnh vực cái sản phẩm này chưa chắc nó đã bằng bán hàng cho cái người mà thích mua hàng ra rẻ. Hiểu không? Thì mình phải test thị trường xem cái khoảng giá nào có lợi nhuận cho mình thì mình mới đâm tiền vào chỗ đấy, chứ không phải là thích bán gì bán. Thấy chưa? Đặc biệt là các sản phẩm thời trang này nhái được, chất liệu nó chiết được luôn, chỉ cần chất liệu và đường may ấu thôi thì tự nhiên giá thành sẽ giảm xuống, hoặc là các loại lót vải bên trong ấy nó cũng đã khác rồi. Hiểu cách làm chưa? Test thêm phân khúc khác, phải fanpage khác và content khác. Content này đang là cao cấp rồi thì đừng có mang cái content này đi báo giá rẻ, hỏng ấy, lỗ ấy. Hiểu không ạ? Giống như một cái áo, một cái váy, có người thích chỉ 1 triệu mua, có người chỉ thích mua 99.000 thôi. Thì cái loại mua 99.000 thì nhập vào 30.000, đúng không? Còn giá bán 1 triệu thì nhập vào khoảng 500 hoặc 400. Hình như vậy. Thì kiểu như là ngưu tầm mưu, ngã tầm mã đấy. Ok, hiểu chưa?